Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến thăm một cái gọi là vườn lan đột biến. Vườn lan đột biến của chúng tôi đang được định giá nó tầm cỡ khoảng 300 triệu Việt Nam đồng. Việc trồng lan đột biến, trồng lan đột biến này nó rất là dễ. Chúng ta có thể tham quan và chiêm ngưỡng cái vườn lan đột biến này. Trước mặt chúng ta đó là hệ thống ba cái gốc lan cùng gốc lan đột biến của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi trồng khoai lang đột biến này là gọi là trồng thủy canh, tức là chỉ có dùng nước không thôi. Đó, chúng ta nhìn thấy hai cái gốc này. Cây lang đầu tiên ngay trước mặt chúng ta đây nó gọi là lang vọt, với hai cái vọt nó rất là dài. Khi nó ngả ra thì nó sẽ được uốn nghiêng xuống và nó ngóc đầu lên, chuẩn bị là cái ngọn của nó lên cao, nó sẽ chúc đầu xuống và tạo thành những cái gợn sóng như là sóng cơ của chúng ta. Đó. Thì để trồng được cái cây lang đột biến này thì rất là đơn giản thôi. Chúng ta dùng một cái bình thủy tinh, để cho nó đẹp. Chúng ta xiên vào đó 2-3 cái que tăm hoặc là cái que nào đó để cho cái củ khoai lang này nó không chạm đáy. Nếu mà chạm đáy là rất dễ bị thối. Thế thì khi cho chạm nước một phần thì cái hệ thống rễ màu trắng này nó sẽ mọc trước và rất là nhiều. Và chúng ta nhìn xuyên qua bình thủy tinh thì thấy rất là đẹp. Sau khi rễ bén rồi thì bắt đầu những cái chồi nó mọc lên. Đó, rất là đẹp. Chúng tôi chỉ cần dùng một vài củ khoai lang màu tím này. Sẽ có những cái ngọn. Và trong cái thời gian dịch này chúng ta nhìn ngắm khoai lang nó lên từng ngày, nó dài từng cm cũng rất là đẹp. Tiếp đến một cái củ khoai lang mật, chúng tôi cũng làm tương tự, cũng ba cái nhánh đó. Lên cắm một phần ngập nước, sau đó là rễ mọc và chúng ta sẽ nhìn thấy cái sự phát triển của rễ theo từng ngày. Và sau cái rễ lên rồi rất là đẹp này thì sẽ có một số cái chồi đâm lên từ cái thân của nó. Và cái củ khoai lang này nó trở thành cây thì chúng tôi đã định giá nó khoảng 150 triệu, nhưng gia đình chúng tôi quyết định không bán để chơi. Bên cạnh nó là có một cây gọi là cây trầu bà. Trong cái thời gian dịch này chúng ta nên trồng những cái cây khoai lang này vừa ngắm vừa làm việc ở online ở nhà để giúp giải tỏa tâm lý, cảm giác dễ chịu. Chúng ta ngắm một cách tổng thể cái lang đột biến của nhà chúng tôi. Chúc các bạn có những cái ngày dịch nghỉ giãn cách xã hội ở nhà thật là an toàn, hiệu quả.